Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm nay 7 tháng 12, thời tiết miền Bắc vẫn chịu chi phối của không khí lạnh tăng cường. Đặc điểm của đợt lạnh này là gây giảm nhiệt sâu về đêm và sáng sớm, độ ẩm cao. Không khí lạnh tác động cũng xuống phía Nam khiến nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ giảm nhiệt. Đồng thời mưa dông duy trì ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 40mm. Mưa tập trung vào sáng sớm ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Sang tới ngày mai, 8 tháng 12, nền nhiệt tăng nhẹ và có nắng nên cảm giác ấm hơn so với những ngày trước đó. Dù vậy, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, làm gia tăng các bệnh về hô hấp. Trong khi đó, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, khả năng có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Về thời tiết biển, ở khu vực phía Nam của giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Nam Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, sau đó giảm mây trời nắng, riêng chiều tối có khả năng có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!